Túi được sản xuất từ nhựa nguyên sinh PE không chứa tạp chất, đảm bảo an toàn khi sử dụng, với các sợi lưới mỏng được thiết kế đan xen chặt chẽ với nhau, lên túi có độ mềm, sợi lưới dai, chịu được sức căng tốt mà không bị bục rách. Túi lưới đỏ có các mắt lưới thông thoáng, giúp cà chua khi được đựng bên trong được bảo quản lâu hơn. Túi lưới nhựa màu đỏ được thiết kế với một đầu được hàn nhiệt chắc chắn, một đầu để hở đi kèm cùng với bộ móc khóa. Móc khóa mềm dẻo gồm hai phần, dâu và chốt vuông, vừa để cố định miệng túi chắc chắn không bị rơi đồ ra ngoài, vừa dùng làm quai sách vô cùng tiện lợi. Sử dụng túi lưới nhựa đựng cà chua giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng tính thẩm mỹ, bảo quản sản phẩm tốt hơn. Ngoài được dùng để đựng cà chua, túi lưới còn được dùng để đựng các loại trái cây, nông sản, đựng đồ chơi, đựng bánh kẹo, thạch với các màu sắc trắng, vàng, đỏ, xanh và các kích thước có sẵn là 25cm, 35cm, 40cm. Công ty còn sản xuất theo yêu cầu đặt hàng của từng khách hàng khác nhau.